Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tượng Nidalee, nữ thợ săn ma thú. They will fear the wild. Nidalee là một vị tướng rất đa dạng về lối chơi. Cô ấy có thể trở thành một pháp sư tầm xa, một sát thủ tầm gần, một đấu sĩ chịu đòn, hoặc là tất cả. Biết cách tận dụng lợi thế của cả dạng người và báo là chìa khóa để chiến thắng. Nội tại của Nidalee là rình rập. Khi Nidalee di chuyển qua các bụi cỏ, cô ta được tăng tốc độ di chuyển. Nidalee giữ được tốc độ này vài giây sau khi ra khỏi bụi cỏ. Hãy bắt đầu với chiêu cuối của Nidalee, lốt báo. Khi đã học kỹ năng này, Nidalee có thể tự do biến hóa giữa dạng người và dạng báo. Mỗi dạng có 3 kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Khi ở dạng báo, Nidalee nhận thêm giáp vật lý, kháng phép và tốc độ di chuyển. Đồng thời, sức mạnh của những kỹ năng trong dạng báo của Nidalee cũng liên quan tới cấp của chiêu cuối, trong khi những kỹ năng của dạng người phụ thuộc vào cách phân bố điểm của Nidalee. Hãy cùng xem bộ kỹ năng ở dạng người của Nidalee. Phóng lao phi ra một mũi lao theo đường thẳng và gây sát thương lên mục tiêu đầu tiên mà nó chạm phải. Phóng lao gây thêm sát thương dựa trên quãng đường nó di chuyển. Tôi khuyên bạn dành một điểm cho phóng lao từ sớm và có thể học tối đa sớm cũng tốt, khoảng từ cấp 9 đến cấp 13. Đặt bẫy tạo ra một cái bẫy lên mặt đất và được kích hoạt khi đối phương bước qua đó. Kẻ địch bị trúng bẫy sẽ nhận sát thương đồng thời bị giảm giáp và kháng phép trong vài giây. Nidalee cũng có tầm nhìn của kẻ đó trong khoảng thời gian này. Tôi khuyên bạn nên lấy một điểm đặt bẫy từ cấp độ 1 để do thám, nhưng để nó lại cuối cùng. Sức mạnh hoang dã hồi máu cho đồng đội và tăng tốc độ tấn công của họ trong vài giây. Hãy học kỹ năng này từ sớm và nâng tối đa ở cấp độ 9 đến 13. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến dạng báo của Nidalee với bộ kỹ năng hoàn toàn khác. Cắn xe giúp Nidalee gây thêm sát thương ở đòn tấn công tiếp theo. Ngoài ra còn thêm sát thương dựa trên lượng máu của đối phương đã mất. Vô giúp Nidalee lao về phía trước một khoảng ngắn, gây sát thương lên những kẻ địch xung quanh. Vả cho phép Nidalee cào trước mặt, gây sát thương những kẻ địch ở gần. Khi bắt đầu trận đấu, Nidalee nên học đặt bẫy và đặt ở những vị trí nhạy cảm. Ví dụ, điểm này là một vị trí mà tướng đi rừng phải đi qua nếu tiến ra đường giữa. Còn ở vị trí này, đặt bẫy sẽ giúp tránh được các cuộc găng đường trên. Hãy quấy rối đối phương thật nhiệt tình, đặc biệt là khi bạn đi ở đường trên. Hãy tiến vào trong bụi cỏ để nhận thêm tốc độ di chuyển ra ngoài tấn công đối phương rồi lại ngay lập tức lùi vào bụi. Nếu tấn công từ trong bụi cỏ, bạn sẽ bị lộ mặt. Nidalee có thể gây một lượng sát thương lớn ngay lập tức khi đạt cấp 6 ở dạng báo. Sau khi Master Yi tấn công với nhát chém Alpha, vả và vô khiến hắn còn rất thấp máu. Ở dạng báo, Nidalee di chuyển nhanh hơn và vô không mất năng lượng. Do đó, hãy sử dụng dạng báo khi di chuyển và liên tục sử dụng vô. Và nếu bạn có được giọt nước mắt nữ thần, nó sẽ rất nhanh đạt mức năng lượng tối đa. Vô có thể được sử dụng để nhảy qua các bức tường nhỏ, tuy nhiên hãy lưu ý thời gian hồi chiêu. Sau khi Nidalee và Lux hạ gục Kel, Nidalee lập tức trở về. Tuy nhiên Brand sử dụng tóc biến để đuổi theo. Nidalee nhảy ra xa và hướng về phía bức tường gần người đá. Chú ý là Nidalee giữ Vô cho đến khi nào đến gần tường, nhảy qua và hướng về hang Baron. Nidalee nhảy tiếp và thoát thân an toàn. Một cách hiệu quả để sử dụng phóng lao chính xác là đứng sau các bức tường và phóng. Thường thì mục tiêu sẽ không có đủ thời gian để phản ứng và ăn trọn mũi lao đó. Khi chơi theo lối pháp sư, chỉ tấn công đối phương khi có cơ hội tốt. Do không né sau lính tốt, Ahri mất tới nửa bình máu. Đặc 7 đã phát hiện Elmu chuẩn bị găng, cho phép Nidalee sử dụng vồ để thoát khỏi. Tuy nhiên ở khoảng cách này Nidalee đã an toàn. Ngay lập tức cô nàng tung ra một cú phóng lao vào mặt Elmu và gây sức ép. Chuyển sang dạng báo, tóc biến, vồ, cắn xé và một mạng. Chuyển mục tiêu sang Ahri, vả để rút máu mục tiêu. Vô một lần nữa và ngay lập tức chuyển sang dạng người, sử dụng sức mạnh hoang dã để Ahri không thể hạ gục mình. Ahri né được phóng lao trong đường tơ kẻ tóc, nhưng Nidalee đã thắng 1-2. Bởi Nidalee vô cùng linh hoạt, cô nàng có thể dụ đối phương vào những tình huống nguy hiểm. Bị Jack và Kel truy đuổi, Nidalee chạy vào bụi và hướng về phía người đá. Cô nàng nhảy qua tường và lao tới chỗ Brand. Nhảy lại về phía bên trái, giờ đây Nidalee đã bị đến 3 kẻ địch truy đuổi. Địch chuyển hướng sang Raven, Nidalee tung một cú phóng lao trước khi rút lui vì địch đã quay lại. Lux hạ gục Kel, còn Nidalee vẫn tiếp tục chạy. Ở dạng báo, cô nàng liên tục sử dụng vồ. Jack đã đuổi kịp, song hắn không có đủ sát thương để hạ gục Nidalee. Khi Jack rút lui, Nidalee lại bắt đầu tấn công. Kết quả là 3-0 cho đội của Nidalee. Nidalee nên di chuyển liên tục, cố gắng sử dụng phóng lao ở tầm xa và hạn chế để đối phương tấn công. Phóng lao trúng Kel rất thấm và Nidalee nhảy đi mất. Đặt bẫy cho tầm nhìn của mục tiêu và mũi lao thứ hai đã giúp Nidalee có được mạng. Từ đây, Nidalee cố gắng giữ khoảng cách trung bình, cho phép cô nàng có thể theo dõi đối phương nhưng không bị tấn công quá nhiều cho đến khi đồng đội cô có mặt. Nidalee di chuyển cùng đồng đội, sử dụng vồ để né làm choáng của Jack. Khi tạo khoảng cách,
phóng lao gây thêm sát thương trước khi cô lao vào giao tranh. Sau khi sử dụng sức mạnh hoang dã hồi máu cho Lee Sin, Nidalee trở lại dạng báo, tấn công Jack với cắn xẻ và đuổi theo bằng tốc biến và vả để kết thúc. Nếu bạn đi theo hướng tăng sức chịu đựng, thì Nidalee thường phải lao lên trước trong giao tranh. Tách khỏi đội hình giúp Nidalee né được khúc cao trào. Sau đó cô nàng băng lên để hạ gục đối phương với vồ và cắn xẻ. Nhiệm vụ chính của Nidalee là hạ gục những mục tiêu ưu tiên và yếu máu trước, ví dụ như Raven. Do vậy cô nàng lao lên, rút máu hắn với dạng báo. Với sự giúp đỡ của Ramus, vồ, vả và những đòn tấn công thường đã hạ gục Raven trước khi cắn xẻ kết thúc kèo. Rồi Nidalee chuyển sự chú ý sang Sona, liên tục sử dụng vồ để đuổi theo và gây sát thương. Sau cắn xẻ, cô chuyển sang dạng người, một cú đánh và phi lao hoàn thành cú triple kill. Có hai kiểu tiêu biểu cho Nidalee, tuy nhiên hãy tự tìm ra phong cách phù hợp với bạn. Nếu chơi theo lối đấu sĩ cận chiến, hãy sử dụng ngọc đỏ tăng sát thương vật lý, vàng tăng giáp, xanh tăng kháng phép và tím tăng sát thương vật lý. Sử dụng bản bổ trợ 921-0 tăng xuyên giáp ở nhánh công và giảm thời gian bị vô hiệu hóa ở nhánh thủ. Nếu chơi theo lối pháp sư tầm xa, sử dụng ngọc đỏ xuyên kháng phép, vàng và xanh tăng sức mạnh phép thuật theo cấp, cuối cùng là tím tăng sức mạnh phép thuật. Sử dụng bản bổ trợ 2109 tập trung vào sát thương phép ở nhánh công cùng với khả năng hồi năng lượng và kéo dài hiệu lực các bùa ở nhánh đa dụng. Trong cả hai lối chơi, hãy sử dụng thiêu đốt và tốc biến. Đây là bộ phép bổ trợ phù hợp nhất với Nidalee. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tiêu điểm tướng Nidalee. Đừng quên đăng ký kênh của Garena TV và để lại lời bình.